Chào cả nhà, buổi tối cả nhà ơi. Em quay lại cái lô mai được rồi, em cắt đứt thụng bệ. Lô mai được năm mấy tuổi nè. Tháng giêng năm rồi. Giêng năm rồi, năm nay là tháng bây giờ mới mùng 5 tháng 5 cũng như tháng 4 đi. Là 12 tháng, 12 tháng. 12 tháng, 13 tháng, 14 tháng. 15 tháng. Cái mai này đúng 15 tháng nha anh em. Em trồng trong show bê từ nhỏ luôn á. Mới xuống, mới trồng, mới cắt cái thùng bê, cắt đít hôm bữa em quay cái clip trước. Này, dự định của em là hết hết năm nay qua năm tới mới cắt cái thùng bê này ra. Cắt cái thùng bê này ra bắt đầu mình ốp đất vô. Cây nè, cây bự hơn của ta cái rồi nha anh em. Để dữ dằn lắm, một cục luôn. Để nôm xuống không à. Để rất là nhiều. Cây bự hơn của ta cái rồi. Tàn. Thì cái lô này hôm rồi em cắt đứt thùng B là em có quay với. Hôm nay quay lại cho anh em tham khảo chơi. Cái này nói chung là trồng gì nó cũng không có, cái này nó mới căng đất ra khỏi cái thùng bê, mới bán đất dưới, mình trồng gì nên nó hạn chế đi, đi tàn nha. Cây em nó vẫn lớn bình thường nhưng mà tàn nó không có phát không đế nè. Cây nào cũng đế cũng đẹp. Cái này là cà mai cắt cái cọc nha. Bự hơn người ta cái hết anh em ơi. 15 tháng. Cái này lắp gốc rồi. Cái lô mai nằm trong thùng B này là em tiễn. Cây em tiễn đế chân. Thứ nhất là tiễn đế, thứ hai là tiễn chi tàn. Nói chung là cây trong thùng B, em trồng trong thùng B này là đạt 100% nha. Tại vì vừa lửa đế, vừa đế lửa dán hết. Cái này giấy còn chờ thời gian thôi anh em ơi. Cây nào nó cũng nằm mới tứ phân mấy ngày xanh lắm. Những cái lô nằm trong thùng bê này nè, em sẽ cập nhật thường xuyên, cập nhật clip thường xuyên 2-3 tháng quen lần nữa cho anh em tham khảo. Có dự định trồng mai tứ quý thì trồng đi, thấy cũng theo em thì cái này nó trồng cũng được, mau lớn nhẹ phân nhẹ chăm sóc với lại thích hợp với công việc, phù hợp với công việc của mình, rảnh giờ nào làm giờ đó. Nói chung là nó cũng không có quá khó.
anh em nào có làm công ty đồ hay gì thì tham khảo mô hình này, trồng nó kiếm thêm thu nhập. Chứ dành hết thời gian cho nó biết chừng nào mới có thu hoạch anh em ơi. Mình cũng làm cái này làm cái kia. Cái này là chủ yếu là giờ rảnh thôi. Chăm sóc nó cũng không có đặc biệt như cái mai vàng không. Mai vàng phải thuốc sâu bệnh định kỳ. Còn tử quý rồi thì khỏi. Tử quý của em chỉ là nắng nước thôi. Nó thì tưới nước. Cái cử phân thì tứ phân thôi, phân thì 2-3 tháng cử cũng được, không có gì hết. Nước khô thì tưới nước. Đấy nè, lô cây này đó em lấy về nó có chiều cao, nó có tắc 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 rưỡi nha, cái gì 5,5 mới lớn rồi đó. À, này đế hình như con thú này. Ngày qua năm tới là cứ cái thùng B này ra nè, rồi em ốp đất cho bầu bầu đất nó bự ra nó phát triển thôi, không có gì hết. Nếu có bầu đế đẹp thì phải khó chịu khó anh em ơi, làm gì cũng vậy hết. Dễ, người nào làm cũng được hết. Đây, bộ đế này, cái cây này nó lồi lên quá tay. Cái lô xô B này với cái lô nằm đất này em nó trồng một lượt luôn nè. Trồng đúng tháng giêng năm rồi. Mà cái lô cây này á, nằm đất nó lớn hơn là do là cái mai này, đó là cái mai dâm. Em dâm 6 tháng rồi mới trồng. Em trồng trực tiếp xuống đất luôn bởi vì nó tàn tán rồi cây rồi nó phát triển hơn. Nó xanh quá trời xanh này. Cây này thì nó bự hơn, bằng giờ cái bự hơn giờ cái này. Cùng một thời điểm trồng nhưng mà cái cây này hồi trước mình trồng là cây lớn, cây dâm. Anh em có thời gian mà anh em dâm trong cái thùng C10 5-6 tháng mình trồng thì rất là ok nha, đạt tuyệt đối khoảng cỡ 98% luôn. Dặn cây này em trồng là 2 clip, clip này với clip bên kia chà đạt 98% luôn. Đấy, mô hình quay về nhìn không không thấy đâu, ngoài dữ lắm anh em ơi. Cây này cỡ 1,2 m hết rồi, 28.000 m2. Tối quá rồi.
Nói chung là cái dạng này trong đất thì nó đều 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 nhau gì hết. Còn cái cây này đó mình mua hơi lớn, cái thoát thân nó hơi cao một tí, thoát thân có cây 4 tấc 5 tấc. Cái mai này là cái mai dậm nè, dậm nó dậm đợt sau. Thì đọt đó ao chưa, rồi thôi chào anh em nha, vô anh em ơi, tối quá rồi.